SUV hạng B Toyota Yaris Cross mở bán, giá từ 445 triệu đồng. Toyota sẽ chính thức mở đơn đặt hàng cho Toyota Yaris Cross từ ngày 2 tháng 11 năm 2020, với giá khởi điểm từ 445 triệu đồng. Theo Carquest, Toyota Yaris Cross tại thị trường Úc có 3 phiên bản, với giá bán lần lượt là 19.222 USD, khoảng 445 triệu đồng, cho bản tiêu chuẩn GX, 21.358 USD, khoảng 495 triệu đồng, cho bản tầm trung GXL, và bản cao cấp nhất Urban có giá 23.495 USD, khoảng 544 triệu đồng. Các trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản của Toyota Yaris Cross gồm chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí tích hợp điện thoại thông minh, camera lùi, cruise control thích ứng và gói dịch vụ Toyota Connected Services tại các thị trường hỗ trợ bao gồm các tính năng như gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại cài đặt trước khi xe gặp tai nạn. Trên phiên bản tầm trung GXL có thêm trang bị đèn pha và camera góc rộng, màn hình quan sát điểm mù. Trong khi hai bản GX, GXL sử dụng loại mâm hợp kim 16 inch, thì bản cao nhất Urban gây ấn tượng nhờ bộ mâm hợp kim 18 inch, cửa hậu chỉnh điện kết hợp tính năng mở bằng chân thông qua cảm ứng, ghế lái chỉnh điện và ghế trước sưởi. Về vận hành, Toyota Yaris Cross sử dụng động cơ 1.5 lít 3 xi lanh cho công suất 118 mã lực và mô men xoắn 145 Nm đi kèm dẫn động cầu trước, và hộp số CVT có tính năng chuyển số tuần tự 10 cấp sàn. Phiên bản Hybrid có cấu hình cao hơn sử dụng hệ dẫn động hai cầu với động cơ chu kỳ Atkinson 15 lít cùng hai motor điện cho tổng sức mạnh 114 mã lực với mức tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng chỉ 3,8 lít trên 100 km. Riêng bản AVKD điện hóa bổ sung motor thứ 3 giúp phân bố mô men xoắn trước sau ở 40-60.